hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình hòa tấu và độc chiếc với các nhạc khí cổ truyền do dàn cổ nhạc Công ty Năng Tan trình bày, gồm những cây danh cầm lừng lẫy tên tuổi được khán thính giả của các đài phát thanh, truyền hình và sân khấu cổ nhạc mến mộ tài nghệ. Chương trình hòa tấu và độc chiếc của chúng tôi gồm 12 soạn khúc đặc biệt từ những bài bản cổ điển đã thấm sâu vào lòng dân tộc. Còn có những bài cổ nhạc được canh tân theo trào lưu tiến hóa để hợp với đà cảm quan thưởng ngoạn của giới thức giả thời đại. Để mở đầu, nhạc sĩ Hoàng Ân với chiếc đàn Hạ Quy Di cùng nhạc sĩ Văn Giỏi với cây đàn sến cùng hòa tấu 6 câu vọng cổ. Soạn khúc này được đặc biệt mệnh danh là bản vọng cổ 1974, gồm có 4 đoạn khúc là Trăng Thu Dạ Khúc, vọng cổ 1, 2, bài Kiều Nương và vọng cổ câu 5, 6, đang được trong giới danh cầm thủ đô đặc biệt chú ý và người mộ điệu tán thưởng nhiệt liệt. Thank you.